Số 772 Kinh Đại Thừa Tứ Pháp. Hán dịch đời Đường: Tam Tạng Địa Bà Ha La, người xứ Thiên Trúc. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Bạt Già Phàm ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà cấp cô độc nơi thành Thất La Phiệt, cùng với đại chúng bỉ xu 1.250 vị và vô lượng chúng đại Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các bỉ xu: có bốn pháp để Bồ Tát trọn đời phải luôn thực hành cho đến tuy gặp lúc phải chết cũng không rời bỏ. Bốn pháp đó là: một, các bỉ xu Bồ Tát trọn đời cho đến bỏ thân mạng cũng nhất định không bỏ tâm Bồ Đề. Hai, các bỉ xu Bồ Tát trọn đời cho đến bỏ thân mạng nhất định không bỏ thiện tri thức. Ba, các bỉ xu Bồ Tát trọn đời cho đến bỏ thân mạng không được xả bỏ sự ưa thích hành nhẫn nhục. 4. Các bỉ xu Bồ Tát trọn đời cho đến bỏ thân mạng nhất định không bỏ hạnh a lan nhã. Các bỉ xu bốn pháp như vậy Bồ Tát trọn đời thường luôn giữ vững, thà chết quyết không xả bỏ. Khi ấy Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa này và nói kệ: người thông minh trí tuệ nên phát tâm Bồ Tát, thường nghĩ nhất thiết trí, luôn gần thiện tri thức, ưa thích hạnh nhẫn nhục ở nơi chốn lan nhã, giống như sư tử chúa lìa các sự sợ hãi. Những người có trí tuệ sáng suốt tu hành pháp này nhanh chóng vượt khỏi lưới của ma ác mau chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Bạt Già Phàm thuyết giảng cái này xong, các bí sô đều hoan hỷ phụng hành.